chung về trước hay chưa ở nhà? Ở đây lúc nguyên bán không được về đi tắm mà trời mà. Đúng rồi, đàn ông bên này đó mẹ ơi. Cả nhà Nguyên nó về cũng bố nó đi tắm rửa gì đấy. Đâu chú Dũng đây? Hả? Thôi bật quạt nó tần thiếu nhi ở đây. Làm sao?